Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Win Tran trên đài truyền hình phố Bursa TV phát hành vào ngày 1 và ngày 15 mỗi tháng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề thú vị là uống nước bao nhiêu cho đủ. Quý vị nào đã theo dõi những bài nói chuyện của tôi trên Youtube, trên TV cũng giống như tại chùa hay là nhà thờ thì tôi đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc uống nước đầy đủ. Và gần đây thì có một video trên YouTube tôi được một số bạn gửi tới cho tôi. Thì ở trong video này nói rằng là uống 2 lít nước mỗi ngày là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, nguy hiểm. Và khuyên là mọi người không nên uống 2 lít nước mỗi ngày. Như vậy bài nói chuyện ngày hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị nghe là quý vị nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày. Và cái video này có đúng hay không? À, đầu tiên tôi sẽ tóm tắt ý chính cho những ai mà không có muốn nghe hết toàn bộ buổi nói chuyện của tôi. Thứ nhất, không có con số chính xác cho quý vị là cần phải uống bao nhiêu lít nước mỗi ngày. Đơn giản là tại vì cơ địa của chúng ta mỗi người mỗi khác nhau, như là tôi với quý vị đều khác nhau. Một người khỏe mạnh và một người lớn tuổi, cái nhu cầu về nước cũng khác nhau. Như vậy không có con số chính xác cho uống bao nhiêu nước mỗi ngày. Và cái thứ hai là quý vị nên uống nước ngay khi quý vị cảm thấy khát. Đây là cái điểm rất là quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta khát, đó là một cái dấu hiệu của cơ thể cảnh báo như vậy. Với người khỏe mạnh và bình thường, thì con số 2 lít nước mỗi ngày là chấp nhận được. Như vậy thì tôi muốn nói tí xíu là người khỏe mạnh. Ví dụ nhớ từ đó nha, người khỏe mạnh có nghĩa là không có bệnh về tim cũng giống như không bệnh về thận. Và đây con số 2 lít nước này dựa vào những nghiên cứu có thể nói là tin tưởng được từ Bệnh viện Đại học Mayo Clinic cũng như trường y khoa và Viện Hàng Lâm Khoa học Kỹ thuật và Y khoa Hoa Kỳ. Và cái thứ tư là những video về sức khỏe lung tung, quý vị cũng thấy rồi, khuyên này khuyên nọ thì tôi khuyên với quý vị là nên xem kỹ cái nguồn đó là ai và trích dẫn như thế nào. Tại vì video này có vẻ xem qua thì có vẻ rất là khoa học, trích dẫn những bằng chứng nhưng tôi không biết từ đâu và cuối cùng thì đưa ra một cái luận điểm là uống hai ly nước là sai lầm hoàn toàn um, cái đó như tôi nói là chúng ta không có một con số cụ thể thành ra nói cái video này sai hoàn toàn thì cũng không đúng nhưng mà cá nhân tôi nhận ra là cái video này chỉ muốn giật gân thôi quý vị ạ à. ok bây giờ nói chi tiết hơn nha à, tại sao chúng ta nên uống nước đầy đủ nước cực kỳ quan trọng cho cơ thể chúng ta quý vị không uống nước nửa ngày thôi đã thấy khó chịu rồi quý vị mà không uống nước một ngày sẽ rất là mệt mỏi và với việc không uống nước một tuần, quý vị sẽ mất. trong khi á, chúng ta có thể nhịn ăn có thể một vài tuần thậm chí một vài tháng mà chúng ta không chết. như vậy quý vị phải cái nước uống rất là quan trọng. tại vì sao? nước lọc sạch cơ thể chúng ta qua đường tiểu đường mồ hôi đại tiện, nước giữ ẩm và thân nhiệt cho cơ thể chúng ta cân bằng các chất điện phân giữ các khớp trơn tru giữ làn da căng và và khỏe mạnh và bảo vệ não và các cơ quan nhạy cảm đó là một trong những chức năng quan trọng của nước ngoài ra nước còn có những chức năng khác mà tôi không tiền kể ở đây như vậy nếu mà quý vị thiếu nước những cái bệnh quý vị có thể xảy đến là bệnh thận à, tôi hay nói bệnh thận tại vì sao rất là nhiều bệnh nhân tôi chữa khi lúc mà tôi làm bác sĩ cấp cứu là bị hư thận cấp tính acute chronic injury acute hay là chronic kidney injuries hai cái bệnh này đều có liên quan tới việc uống nước không đầy đủ Và cái thứ hai là da khô uh, Mất ngủ và trầm cảm Cũng là do thiếu nước Và những bệnh khớp và những bệnh về chất tiện giải Thì đây là những cái điểm răng quan trọng nhất Nếu mà cơ thể chúng ta thiếu nước Nhưng vậy câu hỏi là Chúng ta nên uống nước bao nhiêu Thì đầy đủ Tại vì đây là một cái câu hỏi mà cho tới bây giờ Không có một tổ chức y khoa nào đưa ra con số chính xác Tuy nhiên Những nghiên cứu tại uh, Viện Hàng Lâm Khoa Học và kỹ thuật y khoa Hoa Kỳ The National Academy of Science, uh, Engineering and Medicine Thì khuyến cáo là chúng ta có thể sẽ đủ nước Nếu mà chúng ta uống nước khi mà chúng ta khát Đây là cái điểm rất là quan trọng Tại vì cơ thể chúng ta là một cái bộ máy tuyệt vời Khi mà quý vị bị khát nước Là cơ thể chúng ta lập tức gửi cái tín hiệu tới Là kêu chúng ta nên uống nước Và khi mà chúng ta không uống nước chúng ta cứ quên đi chúng ta cứ từ từ dẫn đến việc thiếu nước mà chúng ta không hề biết như vậy khi mà cơ thể chúng ta yêu cầu uống nước quý vị có thể uống nước thôi là đã đủ rồi nhưng mà lý do tại sao hai lít nước tại vì cuộc sống chúng ta quá bận rộn chúng ta không có ít khi nào mà chúng ta nghe theo cái nhu cầu của cơ thể quý vị có đồng ý với tôi không có nghĩa là nhiều khi cơ thể quý vị muốn đi ngủ quý vị không muốn đi ngủ tại vì quý vị phải ráng làm cái này quý vị phải coi facebook quý vị phải làm những cái thứ khác à, như vậy phần lớn là cơ thể chúng ta đã báo rồi nhưng mà chúng ta lại không nghe lại thì khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta vẫn uống đủ nước và sau đó chúng ta cứ tiếp tục quên đi dẫn đến thiếu nước về lâu dài thì nước thiếu khiến cho chúng ta suy nhược mệt mỏi và dẫn đến nguy hiểm như tôi nói trên cái điểm thứ hai mà tôi muốn nói là uống nhiều nước có thể gây ngại hại hay không thì câu trả lời là yes à, tại vì uống quá nhiều nước thì cũng không tốt Đặc biệt là khi chúng ta uống quá nhiều nước thì nồng độ muối hay còn gọi là sodium trong cơ thể chúng ta bị loãng đi, khiến chúng ta bị tụt muối, tức là hyponatremia hay là tụt kali, chúng ta còn gọi là hypokalemia thì đây là những cái chất rất là quan trọng trong cái việc cân bằng và khiến cơ thể chúng ta hoạt động. Nếu như mà chúng ta bị thấp những cái chất này, chúng ta sẽ bị té xỉu, chúng ta sẽ mệt. Vì vậy cái quan trọng nhất mà tôi hay khuyên um, bệnh nhân là uống nước thì cũng phải đầy đủ mà tôi nói đầy đủ có nghĩa là không phải quá mức à, tóm lại quý vị nên cảm giác khi mà quý vị cảm giác khác thì quý vị nên uống nước và nếu như quý vị khỏe mạnh đầy đủ thì con số 2 lít nước là hoàn toàn có thể chấp nhận được và cái cuối cùng là nếu như có quý vị có bệnh về thận nhất là về à, suy thận nặng hoặc là nhất là bị về, về tim hoặc là những bệnh khác thì đây là những bệnh mà có thể ảnh hưởng tới khả năng bơm máu của tim thì cái việc uống nhiều nước có thể nguy hiểm. À, Nó tóm lại là cái bài nói chuyện của tôi cũng giống như là những cái bài mà tôi đã từng chia sẻ trên Facebook là quý vị nên dịch, nên hiểu theo cái mức độ khoa học và cái quan trọng nhất là hãy nghe cái lời khuyên của cơ thể của mình. À, khi mà cơ thể của chúng ta kêu chúng ta um, uống nước thì đó là một cái thời điểm quý vị nên bắt đầu uống nước. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hy vọng là sau những buổi nói chuyện như thế này quý vị hiểu rõ hơn tầm quan trọng của nước là nhớ uống nước đầy đủ không quá nhiều nhưng cũng không quá ít nha quý vị chúc quý vị những cái ngày làm việc vui vẻ và tôi là bác sĩ Tran từ chương trình sống khỏe của đài truyền hình phố Bolsa California Hoa Kỳ